thể thao vip.com xin chào bạn. Hôm nay số tiến hành làm thủ tục gửi xe cho anh Hưng ở Bình Định và anh Thạch ở Sơn La. Vâng, anh Hưng ở Bình Định thì muốn mua một chiếc xe đạp tốt cho con trai của mình. Anh đã tìm hiểu thông tin ở rất là nhiều nơi, rất nhiều hãng và cuối cùng anh chọn Sava vì thương hiệu này rất nổi tiếng và chất lượng và xe rất đẹp, và anh đã lựa chọn shop xe đạp thể thao vip.com để mua hàng. Vâng, anh đã dựa trên những đánh giá uy tín của các khách hàng đã mua hàng của shop và sau một ngày cân nhắc thì anh đã chốt mua luôn chiếc xe đạp Sava Ki480 phiên bản năm 2020 của hãng Sava này. Vâng, và đây là mẫu xe shop đang bán rất là nhiều, cực nhiều luôn. Bạn có thể xem chi tiết các video shop đã giao hàng cho các khách hàng trên kênh xe đạp thể thao vip.com bạn nhé. Vì mẫu xe đạp này là mẫu xe đạp địa hình cung nhôm ưu thế nhất thị trường hiện nay. Vâng, và còn anh Thạch ở Sơn La, một nơi rất xa xôi, và việc mua hàng online thì cực kỳ dễ dàng luôn. Vâng, anh mua một chiếc xe đạp và Line model 39.2, vâng, chất lượng tốt và giá cực kỳ mềm luôn. Vâng, và những phụ kiện gửi cho anh Hưng ở Bình Định gồm chân trống, chắn bùn. Và nhân dịp Noel sắp tới và Tết thì shop có gửi một phần quà là một chiếc đèn hậu cho anh Hưng và cùng thiệp chúc mừng năm mới xe đạp thể thao vip.com phụng sự để dẫn đầu. Và cảm ơn bạn đã tin yêu và lựa chọn chúng tôi. Chúc bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và những phụ kiện này và thiệp chúc mừng cùng phần quà sẽ được đóng cùng chiếc xe đạp này để gửi cho anh Hưng ở Bình Định. Và đây là những cái phụ kiện anh Thạch ở Sơn La cũng muốn mua thêm để trang bị cho chiếc xe của mình. Đó là một bộ gọng bình nước và một chiếc đèn coi. Đây, đèn này đèn siêu sáng và đèn sạc bạn nhé. Đấy. Đấy. Một bộ lục giác đa năng, một bộ chắn bùn và cũng là một phần quà shop gửi tặng đến anh Thạch, và cũng là một chiếc đèn hậu cùng với thiệp chúc mừng năm mới bạn nhé. Và shop còn rất là nhiều quà. Bạn còn đang lăn tăn chưa chốt mua xe được thì chốt sớm, shop còn nhiều phần quà để gửi tặng cho bạn luôn. Vâng, và đây là chiếc xe của anh Hưng. Shop sẽ để những phụ kiện này và mở hàng kiểm tra cho anh luôn. Vâng, chiếc gửi đá sẵn sàng. Và đây là chiếc xe Ki480. Chiếc xe đạp này cực đẹp luôn. Đây, mình sẽ nhấc ra và review sơ bộ. Đây, review sơ bộ để bạn cùng xem ạ. Đây, đây là một chiếc xe đạp không nhôm tuyệt đẹp của hãng Sava luôn. Đây, nhôm cao cấp được xử lý mới hàn rất tinh tế các bạn nhé. Đó, rất tinh tế luôn. Đây, những đường vân tem, những đường vân tem được chạm trổ điêu khắc rất tinh tế, rất đẳng cấp. Đấy, và đặc biệt chiếc xe đạp này thì được sử dụng tem kim loại bạn nhé. Tem kim loại này. Đây, mình đã rất ít gặp những hãng khác nhau mà sử dụng được cái dòng tem này, cực đẳng cấp luôn. Đó. Và đặc biệt chiếc xe đạp này được sử dụng bộ truyền động Shimano DORM 6000 30 tốc độ. Đây là rút DOR mới nhất của hãng Shimano được mới sản xuất bạn nha. Đây được nâng cấp rất nhiều, ví dụ như ở cụ đề này sử dụng công nghệ Dynamic này, system. Đấy, đây có một cái gạt clip, gạt đề đây. Đấy, nếu mà gạt lên nút on này, đấy nút on này bạn nhé, thì mình chạy ở những cái địa hình sóc hay là neo dốc, neo núi, sóc thì cái xích này nó sẽ có độ nhảy thấp nhất. Đấy, để đảm bảo cho cái gạt clip này nó thao tác chuyển 10 cái clip này được dễ dàng, chính xác và ổn định. Còn nếu mà chạy đường bằng thì mình gạt cái nước này xuống nút off bạn nhé, gạt xuống nút off. Đấy, thì cái xích này nó mềm hơn, đề đi nó êm hơn đúng không ạ. Có rất nhiều tính năng. Và đây ví dụ như là cái bộ lốp của chiếc 480 thì được sử dụng lốp Michelin cao chi. Đó, một cái bộ lốp của thương hiệu Pháp rất nổi tiếng. Đấy, chuyên sản xuất lốp cho các giải đua đấy bạn ạ. Đây, tiếp theo một cái phuộc dầu, một phuộc dầu phanh dầu này cực đẳng cấp luôn. Đấy, bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp này vui lòng truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com hoặc xem
video quay cận cảnh ở dưới phần mô tả có đường link bạn nhé, bạn thể truy cập đấy bạn xem được. Và đây là chiếc xe của anh Thạch ở Sơn La, và chiếc xe 39.2 của hãng Lai thì là cấu hình cực cao luôn, cấu hình cực cao mà giá rất là tốt bạn nhé. Đây này, bấm giữ nó sẽ tắt này đó. Đấy, cấu hình cực cao mà giá cực tốt luôn. Đây shop và review sơ bộ cho bạn xem luôn chiếc xe đạp này, xe siêu đẹp luôn, khung nhôm không mối hà, phanh dầu. Đấy. Chắc lắm. Đây Lai 39.2 siêu đẹp màu trắng đỏ. Đấy. Khung nhôm rất nhẹ bạn nhé, khung nhôm rất là nhẹ luôn. Đây giới thiệu cho bạn luôn, khung nhôm không mối hà, sơn công nghệ ô tô thực chất luôn, xe full nhôm bạn nhé. Đấy. Đây nốt CT Sport này. Đây mình review luôn. Đây phanh dầu Shimano M315 này, tay đề Antus này. Đấy. Đây cùi đề Antus này. Chiếc xe này 27 tốc độ nhé, 27 tốc độ, tức là 3 đĩa, sử dụng bộ đùi đĩa nhôm Rogan 3 đĩa và lít Shimano 9 lít, cùi đề Antus M370 và M370 chạy 9 lít bạn nhé. Đấy, xe tuyệt đẹp, siêu đẹp luôn. Đó, phục dầu này, cấu đúc này bạn nhé, phục dầu cấu đúc này, xe rất đẹp. Và bạn đang quan tâm chiếc xe đạp nào, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với bên shop qua số điện thoại 0983315936 để được tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật. Và shop luôn nhập những sản phẩm mới, những sản phẩm nổi tiếng, những sản phẩm chất lượng với giá cực kỳ tốt và miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho bạn. Đây, như những chiếc xe R9 của hãng Lai này, xe siêu đẹp nhé, giá siêu tốt. Bạn muốn biết giá chiếc xe đạp này thì liên hệ với shop nhé. Và đừng ngần ngại để lại comment bên dưới, shop nhận được tin của bạn sẽ trả lời cho bạn ngay. Và bạn đừng quên đăng ký kênh, và 9 giờ sáng hàng ngày shop đưa những video review, những video đánh giá về sản phẩm, và bạn là người đầu tiên nhận được những video này. Và chắc chắn bạn đến với shop xe đạp thể thao vip.com thì bạn sẽ mua được xe tốt, giá tốt và nhiều ưu đãi bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video, và bây giờ shop sẽ đóng lại hai chiếc xe đạp này để gửi cho anh Hưng ở Bình Định và anh Thạch ở Sơn La. Và một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video, và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.